Thưa quý vị, tháng 5 năm 1994, Nelson Mandela được bầu làm Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi theo hình thức bầu cử dân chủ trên đầu phiếu. Ngày 11 tháng 5 năm 1994, ông tuyên thệ nhậm chức và trở thành vị Tổng thống da màu đầu tiên của đất nước Nam Phi. Cuộc đời và sự nghiệp của ông được biết đến là biểu tượng của cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Nelson Mandela, sinh năm 1918, mất năm 2013. Thời niên thiếu, Mandela thường nghe kể về các sự tích anh hùng của nhân dân châu Phi chống lại sự xâm lược của người da trắng. Điều ấy đã góp phần thôi thúc ông đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng người da đen. Năm 1938, Mandela vào trường đại học Hamburg là trường cao đẳng đầu tiên của Nam Phi dành cho người da đen. Ông tham gia phong trào sinh viên đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ bình đẳng, gia nhập tổ chức Đại hội Dân tộc Phi, ANC của Nam Phi và trở thành một trong những người sáng lập ra Liên minh Thanh niên của tổ chức này. Sau khi tốt nghiệp đại học, Mandela trở thành luật sư. Ông mở văn phòng luật sư đầu tiên của người da đen ở Johannesburg để giúp đỡ về luật pháp cho những người dân da đen. Ông bị chính quyền bắt giam nhiều lần với tổng cộng 27 năm tù. Đặc biệt, ông bị giam trong nhà tù ở đảo Robben 20 năm và đã biến nơi này thành trường học mang tên mình. Chúng tôi đã thể hiện rất rõ ràng trong chính sách của mình rằng Nam Phi là một đất nước của nhiều chủng tộc. Có nhiều người trong đất nước cho rằng việc mà chúng tôi làm là vô ích khi nói về hòa bình, tự do, bất bạo động, chống lại chính phủ. Tuy nhiên, chúng tôi lại không nghĩ thế. Mọi dân tộc, màu da đều phải được bình đẳng. Năm 1980, trước áp lực của quốc tế và nhân dân Nam Phi, chính phủ Nam Phi buộc phải hứa sẽ trả tự do cho Mandela. Sau khi ra tù, Mandela bắt đầu đàm phán với chính phủ về vấn đề pháp chế nghị viện và bầu cử tự do. Trải qua nhiều trắc trở và những cuộc xung đột bạo lực xảy ra hết sức phức tạp và quyết liệt, cuộc đàm phán dường như đứng trước nguy cơ tan rã. Nhưng những nỗ lực không mệt mỏi của ông đã giúp xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Năm 1994, một cuộc bầu cử tổng thống dân chủ được tổ chức lần đầu tiên trong lịch sử Nam Phi. Và lần đầu tiên, một người da đen, ông Nelson Mandela, đã thắng cử và trở thành tổng thống đất nước này. Kể từ khi anh ấy được trả tự do, anh ấy đã trở thành tài sản của quốc gia. Và bạn biết đấy, sẽ là may mắn khi anh ấy có thể dành được 10 phút của mình cho gia đình, bởi anh ấy còn phải hoàn thành ước mơ tự do của mọi người. Không bao giờ mảnh đất xinh đẹp này lại bị áp bức, bóc lột của người khác nữa. Năm 1999, do tuổi cao, ông đã quyết định không cầm quyền nhiệm kỳ thứ hai và nghỉ hưu. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình từ năm 1994 đến năm 1999, Mandela thường ưu tiên cho vấn đề hòa giải dân tộc. Sau khi rời ghế tổng thống, Mandela tiếp tục đóng vai trò tích cực trong nhiều tổ chức xã hội và vì quyền con người. Ông biểu lộ sự ủng hộ phong trào biến đói nghèo thành dĩ vãng, mà trong đó chiến dịch Oan là một bộ phận. Cuộc đời ông được biết đến là biểu tượng của cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.